Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến bóng đá trong nước. Và ngay sau đây là bản tin cập nhật những tin tức nổi bật nhất trong buổi tối ngày hôm nay, 24 thứ hai. Mời các bạn cùng lắng nghe. Huấn luyện viên người Anh kinh ngạc trước U23 Việt Nam hạ Đông Timor. Các bạn thân mến, bước vào cuộc đối đầu với U23 Đông Timor, U23 Việt Nam liên tục phải đón nhận những tin không vui khi toàn đội phát hiện nhiều ca Covid-19. Thậm chí là tưởng chừng như thầy trò ông Đinh Chí Nam đã phải chia tay giải đấu đáng tiếc, thì thật may mắn là những toan tính phù hợp, các chiến binh sao vàng vẫn kịp triệu tập để thay thế, viện binh cuối cùng cũng đã đủ lực lượng để ra sân. Đông Timor rõ ràng không phải là đối thủ của U23 Việt Nam, tuy nhiên thì ở tình thế này, khách quan mà đánh giá, chính đối thủ của chúng ta mới là những người đang nắm lợi thế. Đông Timor được nghỉ nhiều ngày hơn Việt Nam, hơn hết đội bóng này lại có đầy đủ lực lượng và một khí thế tự tin sau chiến tích ở vòng bảng. Và cuối cùng, U23 Việt Nam của chúng ta có một trận đấu khó khăn, chúng ta cũng có được tấm vé vào chơi trận chung kết gặp U23 Thái Lan. Chia sẻ sau trận đấu này thì huấn luyện viên người Anh, ông Steve Darby đã tỏ ra thán phục ý chí chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam, mặc dù trong bối cảnh lực lượng bị tàn phá nghiêm trọng vì dịch Covid-19. Ông cho biết, tôi phải dành hai từ thán phục cho những gì mà họ đã thể hiện ở trận này. Không dễ dàng gì khi ra sân mà trên magazine chỉ có hai cầu thủ. Mặt khác, Việt Nam lại không có lấy một buổi tập nào ra hồn cho trận đấu này. Các cầu thủ lắp ghép tạm bợ rồi vào trận. Thú thực là không thể đòi hỏi nhiều về chuyên môn. Nhưng tôi thấy các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện khá tốt, chơi ăn ý, đặc biệt là tinh thần của họ, khiến tôi cảm thấy rất đáng nể. Tuy nhiên thì tôi thấy trận này, Đông Timor không tự tin lắm. Họ quá thận trọng nên không có nhiều pha ám thành như trận đấu chủ nhà Campuchia. Nói về đối thủ tới đây trong trận chung kết của U23 Việt Nam là U23 Thái Lan, ông Darby cho biết, đây là trận đấu đáng chờ đợi, là trận chung kết trong mơ. Cơ hội chia đều cho cả hai đội. Cá nhân tôi nghĩ, nếu đoạt chức vô địch, Việt Nam phải vượt qua rất nhiều khó khăn, từ trong và ngoài sân cỏ. Bỏ qua yếu tố dịch bệnh, tôi nghĩ U23 Thái Lan là đội bóng có đẳng cấp, lối chơi hiện đại, họ còn trẻ nhưng chưa rất đỉnh đạc. U23 Thái Lan vào chung kết, cổ động viên nhà gáy vang trời. Các bạn thân mến, như vậy là không có quá nhiều bất ngờ xảy ra. U23 Thái Lan với một đẳng cấp vượt trội đã dễ dàng đánh bại các cầu thủ U23 Lào để tiến vào chung kết giải U23 Đông Nam Á. Trước thắng lợi của đội nhà thì người hâm mộ của Voi Chiến đã không giấu nổi sự vui mừng trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì các cổ động viên của Thái Lan vẫn không quên cà khịa U23 Việt Nam. Trên trang ASEAN Football, một fanpage thường xuyên hội tụ những cổ động viên bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, đã xuất hiện hàng loạt các phản ứng khác nhau của người hâm mộ Thái Lan. Ở Việt Nam họ đang tiết kiệm điện nên không bật TV xem chúng ta đâu, một cổ động viên tỏ ý mỉa mai. Trong khi đó cổ động viên khác viết, đối đầu với Lào họ có nằm sân nhiều như Việt Nam đâu. Tôi chỉ đánh giá Việt Nam tầng hạng 3 ở giải lần này thôi, một tài khoản có tên là Thinacon bình luận. Tôi lại muốn Thái Lan và Việt Nam tái đấu với nhau ở trận chung kết, một tài khoản chia sẻ rất nghiêm túc khi nói về trận đấu vừa qua. Trên các trang fanpage hay hội nhóm khác của cổ động viên trong khu vực vẫn liên tiếp xuất hiện những bình luận trái chiều tới từ những tài khoản của Thái Lan. Việc các cổ động viên của Voi Chiến tỏ ra không phục trước Việt Nam sở dĩ là đội bóng này đã thất thủ 0-1 trước các cầu thủ của chúng ta tại lần chạm trán ở vòng bảng. Huấn luyện viên Lào tố Thái Lan thắng nhờ trọng tài. Các bạn thân mến, huấn luyện viên của đội tuyển U23 Lào đã phàn nàn về quyết định gây tranh cãi của trọng tài sau trận thua 0-2 trước Thái Lan ở bán kết U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào chiều ngày hôm nay 24 tháng 2. Tôi không hiểu nổi tại sao trọng tài lại đưa ra những quyết định như vậy. Tình huống cầu thủ Thái Lan ngã trong vòng cấm ở đầu hiệp 2 không phải nhạy cảm, đó rõ ràng không phải phạm lỗi của hậu vệ Lào. Cầu thủ Thái Lan đã chạy thẳng vào cầu thủ Lào rồi ngã xuống, hoàn toàn không có tác động từ hậu vệ của chúng tôi. Trọng tài đúng là có vấn đề. Huấn luyện viên trưởng Michael Weiss đã trả lời câu hỏi ở buổi họp báo sau trận đấu. Ở trận đấu giữa U23 Lào và U23 Thái Lan, trọng tài người Indonesia Iudi đã bắt chính. Tình huống thổi phạt đền ở phút 51 của ông Iudi giúp cho U23 Thái Lan có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ngoài tình huống này thì trọng tài người Indonesia từ chối cho U23 Lào hưởng quả phạt đền ít phút sau đó. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Lào nói là ông không muốn tìm lời bào chữa cho thất bại 0-2 trước Thái Lan. Ông cho rằng đối thủ đã thắng xứng đáng với ưu thế về đẳng cấp, bên cạnh đó là sự ủng hộ của yếu tố may mắn. Theo ông Weiss, nếu không bị thổi phạt đền, U23 Lào hoàn toàn có cơ hội hướng đến kết quả một đều trong 90 phút. Sai lầm của thủ môn và quyết định của trọng tài là hai món quà đối với Thái Lan. Các ca mắc Covid-19 cũng khiến cho U23 Lào không có sự phục vụ của một số cầu thủ tốt. Dù sao cũng xin chúc mừng Thái Lan, chúc họ may mắn ở chung kết, ông Weiss cho biết.
Trong khi đó, bên phía U23 Thái Lan, huấn luyện viên trưởng Salvador Garcia không đồng tình. Ông khẳng định là các học trò của mình đã thắng thuyết phục khi chiếm ưu thế trong cả trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, chứ không chỉ hưởng lợi từ sai lầm của cầu thủ Lào. Trước khi ra về, ông Garcia nhấn mạnh hẹn gặp Việt Nam ở chung kết. Trở lại với trận đấu, quả thực là U23 Lào không hề dễ chơi khi thắng Malaysia cả hai trận vòng bảng và họ cũng đã có cơ hội trước Thái Lan. Song thì sự tinh quái và may mắn đã giúp cho Thái Lan chiến thắng ở trận đấu này. Chỉ còn 16 cầu thủ khỏe mạnh ra sân, U23 Lào thiệt thòi thấy rõ khi U23 Thái Lan có đầy đủ binh hùng tướng mạnh hướng đến trận bán kết 1. Không ai dám tin là trận đấu này lại chênh lệch về đẳng cấp lẫn vận may. Phút thứ 55, U23 Lào đột ngột tung ra liên tiếp hai pha kết thúc nguy hiểm về phía khung thành của Thái Lan. Cú sút trong vòng cấm đầu tiên bị thủ môn bên phía U23 Thái Lan bay người đẩy được ra cực kỳ xuất sắc và cú đệm bóng sau đó của tiền đạo Lào lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Nếu bớt đen đủi hơn, đáng lý ra U23 Lào đã có được bàn thắng. Song nếu pha bóng đó được chuyển hóa thành bàn thắng thì đó cũng chỉ là bàn rút ngắn tỷ số cho U23 Lào. Bởi trước đó 3 phút thì U23 Thái Lan đã kịp ghi bàn thứ hai vào lưới thủ thành bên phía U23 Lào, vốn là thủ môn dự bị của đội tuyển này. Cả hai bàn thắng của Thái Lan đều đến khá dễ dàng. Bàn thắng là phút 52 đến từ cú sút phạt đền của Abraham sau khi tiền vệ này đánh lừa thành công hậu vệ đối phương để ngã trong vòng cấm. Còn bàn thắng sớm ở phút thứ 15 đến từ sai lầm của thủ môn bên phía U23 Lào khi anh lao ra phá bóng hụt để cho Tirasak chạm bóng thành công trước khi tung cú sút chân trái làm tung lưới U23 Lào. Sau tình huống nguy hiểm ở phút 55, U23 Lào dốc toàn bộ sức lực quyết tìm bàn thắng và quả tình là họ đã có những phút chơi cực kỳ thăng hoa, thậm chí có lúc bàn thắng đã đến rất gần khi tiền đạo U23 Lào bị truy cản trái phép trong vòng cấm của đối phương ở phút 67, song trọng tài chỉ cho họ hưởng một quả phạt góc. Trận đấu trôi về những phút cuối, U23 Lào tỏ ra đối sức thấy rõ trong hoàn cảnh mà U23 Thái Lan liên tục được tăng viện bằng những cầu thủ từ băng ghế dự bị. Từ phút 70 trở đi, Thái Lan đã chủ động cất những cầu thủ chủ lực để chuẩn bị cho trận chung kết. Phút 84, thêm một lần nữa, người hâm mộ Lào gào thét trong tiếc nuối khi tiền đạo của họ đi bóng cực kỳ kỹ thuật trong vòng cấm và tung ra cú sút chéo góc đánh bại thủ môn U23 Thái Lan, nhưng đáng tiếc là lại bị cột dọc từ chối trong gang tấc. Và đó cũng là cơ hội cuối cùng để cho Lào có được bàn thắng danh dự. AFC đặt trọn niềm tin vào Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải mới. Các bạn thân mến, theo nhận định của AFC thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng hàng đầu Việt Nam ở thời điểm này. Theo kế hoạch thì mùa giải V-League 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 25 tháng 2 thay vì ngày 19 tháng 2 như dự kiến trước đó. Ở vòng 1, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ hành quân đến sân Thiên Trường của Nam Định để làm khách trước đội bóng này. Trước thềm các trận đấu tại V-League 2022 chính thức bắt đầu, AFC đã có bài nhận định về tương quan lực lượng giữa các đội. Nhắc đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, AFC viết: Hoàng Anh Gia Lai là một trong những đội bóng tài năng nhất của giải đấu. Huấn luyện viên Kiedesak sở hữu đội hình toàn những ngôi sao với những cái tên như Nguyễn Công Phượng, Lưu Xuân Trường hay Nguyễn Văn Toàn. Huấn luyện viên Kiedesak sẽ khao khát trèo lái đội bóng đến danh hiệu mà ông đã giành được lần cuối cách đây gần 2 thập kỷ. Ngày 24 tháng 2 thì Công Phượng và các đồng đội đã lên đường hành quân ra Bắc để chuẩn bị cho trận đấu. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, màn so tài giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đón khoảng 10.000 khán giả, tương đương 50% công suất của sân vận động Thiên Trường. Đồng thời thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà sẽ là người điều khiển trận đại chiến trên chảo lửa Thiên Trường. Các thành viên còn lại trong tổ làm nhiệm vụ ở trận đấu này là Trương Đức Chiến, Phan Huy Hoàng và Nguyễn Trung Kiên. Trận cầu tâm điểm vòng 1 V-League 2022 giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 2. Các trận đấu khác ở vòng đấu mở màn mùa giải mới là Bình Dương gặp Sông Lam Nghệ An, Bình Định gặp Viettel, Hà Tĩnh gặp Hải Phòng và Sài Gòn gặp Đà Nẵng. Riêng trận Hà Nội FC gặp Thanh Hóa sẽ bị hoãn do đội bóng xứ Thanh có nhiều cầu thủ dương tính với Covid-19. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay 24 tháng 2. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.